Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs Xin hãy nhấn nút subscribe hay là nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Laden nhé Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới Laden Vlogs USA chia sẻ các tin tức về kinh tế, xã hội, văn hóa, cuộc sống Mỹ và luyện thi quốc tịch Hoa Kỳ Xin hãy nhấn nút like và share để chia sẻ thêm cho nhiều bà con cùng biết đến. Nếu quý vị thấy Lê Đinh có những video hữu ích, Lê Đinh xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị thân mến, như Lê Đinh đã trình bày trong video số 245, khi trả lời những câu hỏi trong lúc quý vị làm certify, câu trả lời của quý vị phải chứng minh được rằng việc thất nghiệp của quý vị có liên quan đến đại dịch COVID-19 và quý vị lúc nào cũng sẵn sàng để đi làm trở lại. Thì lúc đó, quý vị mới đủ điều kiện để tiếp tục nhận những khoản trợ cấp thất nghiệp cho các chương trình như PUA hoặc là PEUC. Trong chia sẻ ngày hôm nay, 3 tháng 2 năm 2021, Lê Đinh và quý vị sẽ cùng xem lại những câu hỏi và những câu trả lời quan trọng nhất trong phần Certify để quý vị có những câu trả lời chính xác nhất, bảo đảm giữ được tính đủ điều kiện khi nhận trợ cấp thất nghiệp từ EDD. Câu số 1. Quý vị có bị bệnh hoặc bị thương Đến nỗi không thể làm việc được hay không? Nếu quý vị trả lời yes ở câu này, có nghĩa là quý vị bị bệnh hoặc bị thương. Lúc đó quý vị sẽ được hưởng tiền bệnh chứ không phải là tiền trợ cấp thất nghiệp. Do đó, để đủ điều kiện nhận tiền thất nghiệp, quý vị phải sẵn sàng để làm việc mọi ngày trong tuần và nhận bất kỳ một công việc mới nào có sẵn cho quý vị. Để trả lời câu hỏi số 1, quý vị có bị bệnh hoặc bị thương đến nỗi không thể làm việc được hay không? Quý vị phải trả lời no. Câu hỏi số 2: Có một lý do nào đó khác ngoài lý do bị bệnh khiến cho quý vị không thể nhận một việc làm toàn thời gian mỗi ngày? Nếu quý vị trả lời yes ở câu 2 này, có nghĩa là cho dù quý vị không bị bệnh thì quý vị vẫn có một số lý do khác khiến cho quý vị không thể đi làm việc toàn thời gian được. Thí dụ như quý vị không có ai chăm sóc con nhỏ hoặc quý vị không có phương tiện đi lại. Trong thời đại dịch bùng phát, có rất nhiều trường học bị đóng cửa, do đó rất nhiều quý vị đã phải ở nhà để giữ con nhỏ. Nhưng ở câu hỏi này là câu hỏi không dành cho trường hợp đó, mà câu hỏi số 2 này dành cho những trường hợp thông thường không có liên quan đến đại dịch. Nếu quý vị trả lời yes ở câu số 2, IDD sẽ yêu cầu quý vị có một cuộc phỏng vấn để quyết định xem quý vị còn đủ điều kiện để nhận trợ cấp thất nghiệp hay không hay phải chuyển qua một chương trình hỗ trợ khác. Bởi vì trợ cấp thất nghiệp chỉ được trả nếu quý vị sẵn sàng chấp nhận làm việc toàn thời gian. Vậy để trả lời cho câu số 2, có lý do nào ngoài việc ốm đau hoặc thương tật mà quý vị không thể chấp nhận làm việc toàn thời gian mỗi ngày hay không? Quý vị hãy trả lời no. Câu hỏi số 3, quý vị có tìm việc làm không? Trong câu hỏi này, giống như Lê Đinh có trình bày ở video trước số 245, quý vị nên trả lời yes Mặc dù trên trang nhà của EDD vẫn nói rằng do ảnh hưởng của COVID-19, quý vị không bắt buộc phải tìm việc mỗi tuần để đủ điều kiện được nhận trợ cấp. Sau khi trả lời yes, quý vị hãy kê ra 3 địa điểm mà quý vị đã tìm việc. Quý vị có thể tìm việc bằng phone hoặc bằng email hoặc bằng internet, chứ không nhất thiết quý vị phải đến tận nơi để nộp đơn xin việc. Bước qua câu số 4, quý vị có từ chối công việc nào hay không? Nếu quý vị trả lời yes trong câu số 4 có nghĩa là quý vị đã từ chối một lời đề nghị làm việc. Lúc đó EDD sẽ sắp xếp cho quý vị một cuộc phỏng vấn để tìm hiểu xem tại sao quý vị từ chối công việc đó. Nếu lý do từ chối của quý vị là một lý do chính đáng, thì EDD có thể sẽ xét lại hồ sơ của quý vị và cho quý vị nhận tiếp tiền trợ cấp thất nghiệp. Lê xin quý vị lưu ý, trợ cấp thất nghiệp chỉ được trả khi quý vị không từ chối một lời đề nghị làm việc nào phù hợp với nghề nghiệp và trình độ học vấn của quý vị. Vì vậy, để đảm bảo tính đủ điều kiện để tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị không nên từ chối một lời đề nghị làm việc. Do đó, ở câu số 4, bạn có từ chối công việc nào không? Quý vị nên trả lời no. Có một số quý vị đặt câu hỏi rằng, nghề nghiệp chính của quý vị là nghề nail, mà trong thời đại dịch thì các tiệm nail bị đóng cửa, do đó quý vị không thể đi tìm việc được, và quý vị cũng không thể nhận những công việc khác vì quý vị không có kinh nghiệm trong những việc đó. Do đó, quý vị trả lời no ở câu số 3 vì quý vị đã không đi tìm việc. Và quý vị trả lời yes ở câu số 4 vì những công việc khác không phù hợp với nghề nghiệp của quý vị. Do đó, quý vị từ chối. Nhưng một khi lệnh ở nhà được gỡ bỏ và các tiệm nail tóc được mở cửa trở lại, thì quý vị nên trả lời yes ở câu số 3 và trả lời no ở câu số 4 để bảo đảm tính đủ điều kiện của hồ sơ thất nghiệp của quý vị. Ngoài 4 câu này, Lê Đinh cũng xin lưu ý với quý vị câu số 6. Hỏi rằng, did you work or earn any money? Có nghĩa là quý vị đã làm việc hoặc kiếm được tiền hay chưa? Nếu quý vị đã đi làm trở lại, quý vị nhớ báo cho EDD biết. Theo EDD, tất cả những công việc nào quý vị có thu nhập đều được coi là tiền lương. Và tất cả những công việc và tiền lương đều phải được báo cáo. Ngay cả khi quý vị chưa nhận được tiền từ nơi làm việc mới của quý vị. Tiếp theo, Lê Đinh và quý vị sẽ bước vào câu số 7 là những câu hỏi mới đã được EDD cho vào thêm vào khoảng tháng 9 năm 2020 để quyết định lý do thất nghiệp của quý vị có liên quan đến đại dịch COVID-19 hay không. Và nếu những câu trả lời của quý vị cho thấy việc thất nghiệp của quý vị không phải do ảnh hưởng của COVID-19, thì những chương trình PUA hay PEUC mà quý vị đang được nhận có thể sẽ không còn đủ điều kiện nữa. Trong câu 7, có tổng cộng là 12 câu nhỏ nếu nơi làm việc của quý vị bị đóng cửa vì ảnh hưởng trực tiếp của COVID-19 thì quý vị hãy chọn câu 7A. Nếu quý vị phải quit job, tức là quý vị phải bỏ công việc vì ảnh hưởng trực tiếp của COVID-19, quý vị chọn câu 7B. Nếu lệnh đóng cửa của tiểu bang làm cho quý vị không thể đến nơi làm việc được thì quý vị chọn câu 7C. Nếu quý vị không thể đi làm được bởi vì bác sĩ của quý vị khuyên quý vị hãy ở nhà để cách ly do những nguyên nhân có liên quan đến COVID-19, thì quý vị hãy chọn câu 7 đi. Nếu quý vị phải ở nhà chăm sóc con nhỏ bởi vì trường học của các bé đóng cửa, hoặc là quý vị phải chăm sóc cho một người nào đó trong gia đình bởi vì nơi cư ngụ của người đó đã bị đóng cửa vì nguyên nhân trực tiếp gây ra bởi đại dịch COVID-19, thì quý vị sẽ chọn câu 7 y. Nếu quý vị là một người lao động tự do và quý vị không thể làm việc được full-time hoặc part-time bởi vì những lý do an toàn về sức khỏe trong thời kỳ đại dịch COVID-19, thì quý vị chọn câu 7F. Nếu quý vị được chẩn đoán là bị bệnh COVID-19 hoặc có những triệu chứng giống như bị bệnh COVID-19 và đang hẹn để được chữa trị, thì quý vị hãy chọn câu 7G. Nếu có một người nào đó trong nhà của quý vị bị bệnh COVID-19, thì quý vị chọn câu 7H. Nếu quý vị đang chăm sóc cho một thành viên trong gia đình đang bị bệnh COVID-19, Quý vị hãy chọn câu 7 ai nếu quý vị đã được mướn vào làm việc ở một chỗ nào đó và sắp sửa được đi làm. Nhưng vì đại dịch COVID-19 bùng nổ cho nên quý vị chưa nhận được công việc đó. Hoặc là quý vị không thể đến nơi quý vị làm việc bởi những ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch COVID-19 vì những lý do có liên quan đến tình hình sức khỏe của cộng đồng. Thì quý vị chọn câu 7 chê. Câu này theo Lê Đinh thích hợp với những quý vị làm chớp nhà hàng, cho dù nơi quý vị làm việc vẫn còn mở cửa nhưng quý vị vẫn bị thất nghiệp. Bởi vì để bảo đảm an toàn về sức khỏe của cộng đồng, nhà hàng đã không cần nhân viên nhiều như lúc trước, do đó quý vị bị thất nghiệp. Hoặc là quý vị đã được nhận làm vào một nơi nào đó rồi, nhưng vì đại dịch Covid-19 chỗ đó buộc phải đóng cửa hay không nhận quý vị nữa thì quý vị vẫn có thể khai xin tiền trợ cấp thất nghiệp và chọn trả lời ở câu 7C này. Câu 7K, quý vị chọn trong trường hợp Quý vị trở thành trụ cột về kinh tế chính của gia đình vì người lao động chính đã qua đời do bị Covid-19. Và cuối cùng là câu 7L. Nếu lý do bị thất nghiệp của quý vị không có liên quan gì đến đại dịch Covid-19 thì quý vị hãy chọn câu này. Và dĩ nhiên, nếu quý vị chọn câu 7L thì quý vị sẽ không đủ điều kiện để nhận chương trình PUA hoặc là chương trình PEUC. Quý vị thân mến, Lê Đinh hy vọng chia sẻ này của Lê Đinh sẽ giúp cho quý vị biết rõ hơn về cách trả lời những câu hỏi trong khi quý vị làm Certified để tránh hồ sơ thất nghiệp của quý vị bị rơi vào tình trạng bị pending hoặc not paid. Và bảo đảm quý vị tiếp tục được nhận những phần trợ cấp gia hạn thất nghiệp theo những chương trình mà quý vị đang được nhận. Nếu quý vị có những thắc mắc hoặc chia sẻ, xin quý vị cứ để lại ở phần bình luận lê đinh rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đối với lê đinh vlogs usa trước khi tạm chia tay lê đinh xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng luôn vui vẻ mạnh khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo